Anh em nào hiếu kim cương để quay đồ, nhanh tay đến ngay đào www.rf.com. Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các loại quần quay lên tới 50%. Và đặc biệt một điều, top 1 tháng sẽ được hơn 70% giá tiền hay nào. Shop có đủ các loại vòng quay, thoải mái cho anh em lựa chọn, với tỷ lệ trúng kim cương cực cao, chỉ có tại đào www.rf.com. Xin chào anh em và mình là Amber Lock. Hôm nay mình sẽ đi vào rừng lút đồ anh em ơi, để dự trữ cho mùa dịch khó khăn này. Trời ơi là trời, sao đồ gì đó ai lút đâu, không còn cái nữa cho vậy. Bực thực sự. Vậy là nguy cơ cao là cái khu rừng này đã có người ở rồi anh em ạ. À. Ui, tôi nhìn không lầm trước mặt, có phải là con hổ xanh không nhỉ? Con hổ này nó đang ngồi lút đồ hay sao anh em? Phải giết nó để tôi lút đồ của nó luôn nha anh em ơi. Ok, đi ra lút đồ thôi anh em. Kìa, sao cái gì mà đông thế? Quay xe giọt lẹ anh em ơi. Ôi anh Kiến lại, mày chạy không có thoát đâu. Ui sợ thế, sợ thế. Đại ca ơi, chính là thằng này. Nó mới bắn lén sau lưng em. Ê mày ai, chỉ sao mày dám bắn anh em tao? Chà xấu à. Ui là ba lúa, tôi dưới quê lên tôi có biết gì đâu. Tự nhiên thấy nó đứng giữa đường nên tôi bắn đại thôi. Có gì mấy anh bỏ qua cho em lần này. Không có chuyện đó. Mà người của mấy anh đông quá, mấy anh cử một người ra để nói chuyện với em được không? Chúng mày đứng im ở đây để tao lên nói chuyện với nó. Đàn em của tao mày cũng dám bắn, hôm nay mày tới số rồi. Mày không thoát được đâu con trai. Mà anh ơi, cho em hỏi một chuyện được không? Sao? Anh là ai vậy? Em ở dưới quê là em không biết ai hết trơn á. Tao xin tự giới thiệu. Tao là Thỏ Ca, tao nắm chùm nguyên khu này, mày không biết à? Ơ, mà em đau bụng quá, để em đi giải quyết một cái. Nó có ý định chạy trốn kìa. Nó bỏ chạy kìa đại ca. Tụi bay với nó, đừng để cho chạy thoát. Không được rồi, nếu mà mình đứng lại chắc chắn sẽ bị tụi nó hủ tiêu. Để mình tìm cách mình chạy vậy. Mình chỉ muốn đi kiếm một ít đồ thôi mà không ngờ nó lại gặp một cái băng đảng đáng sợ như vậy. Mình đang có linh cảm xấu tụi nó đuổi kịp mình rồi anh em. Hồi xong nó đứng kế bên luôn rồi. Chuyện này chắc khỏi chạy thoát luôn quá. Nó bắt được chứ nó giết mình chết. Mày có chạy đường trời cũng không thoát được đâu. Em bắt được nó rồi đại ca. Mày làm anh em tao hơi bị tốn sức rồi đấy. À, con chó mày. Dạ, bây giờ em phải làm sao để mấy anh tha cho em? Ai mà biết được. Ở dưới quê em cũng nghèo lắm, em không có tiền đâu mấy anh. Bây giờ tống tiền em cũng không có tiền để em trả cho mấy anh đâu. Okay. Em cũng chỉ muốn lút đồ để sống qua cái mùa dịch khó khăn này thôi. Nhà em cũng không có điều kiện, chứ em cũng không muốn kiếm chuyện gì với mấy anh. Vậy mày có biết dùng súng không? Cái này quá đơn giản, em là thần đồng one shot mà ra đạn toàn đầu. Yeah. Tao sẽ cử một thằng em của tao ra solo 1-1 với mày. Nếu mày thắng tao sẽ cho mày đi, còn mày thua thì mày phải làm đàn em của tao. Thằng này để em lo. Ngủ đi rồi đầm mơ, tao làm em tụi bay. Vô thôi. Xem nè, xin một cái tuổi. Quá non. Ông chị, ông chị. Cỡ mày tôi chốt 7-0 cái 1. Đại ca ơi, cứu em. Kèo, đại ca mày đưa ra tao cũng đã làm xong rồi. Giờ kêu đại ca mày hả tao đi. Thôi em xin phép anh Thỏ Ca anh đi đây. Cũng may mà mình biết con chó cũng không là tiêu với tụi này rồi. Ủa, sao tụi nó kéo xuống đông thế nhỉ? Tụi nó chưa buông tha cho mình à? Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Vậy là tụi này nó nói sao nó không giữ lời hứa rồi. Để mình vào nhà mình núp cho đỡ vậy. Ủa kìa, ai đây? Ơ bạn gì ơi, bạn đứng lại cho mình hỏi cái. Có gì không thằng nông dân nghèo? Bạn ơi, mình đang bị tụi hổ kia nó dí, nó đang tìm mình để nó xử lý mình. Bạn có thể nào giúp mình trốn khỏi chỗ này được không? Ok, tại chuyện gì? Mày đi theo sau lưng tao. Được. Hào án, hào án. Bạn chở tôi đến cái nhà nào mà nó vắng người không có ai ở á, để tôi trốn nó, chừng nào mà nó bỏ cuộc thì tôi mới kiếm được tôi về nhà. Mày gây sự gì mà tụi nó dí theo mày dữ vậy? Tôi lỡ tay bắn gục thằng em của nó. Vậy là tiêu đời mày rồi. Cái thằng Thỏ Ca nó khét tiếng lắm. Mà ông chở tôi đi chỗ nào mà xa chứ vậy?
Cái chỗ này chỗ nào nhìn lại vậy? Ông dẫn tôi đi đâu ấy? Mày cứ yên tâm đi theo tao. Tới rồi, mày nằm xuống đây đi. Mà ông có chắc là tụi nó không biết tôi ở đây không? Tụi nó mà thấy tôi một cái là tụi nó xử lý tôi luôn ấy. Mày cứ nằm im ở đó, chuyện gì tới sẽ tới. Ủa mà sao tôi nghe nhiều tiếng bước chân tới quá vậy? Hình như có người đang kéo tới đây hay sao đó ông ơi. Còn gì nữa đâu. Ơ kìa, sao tụi bay biết tao đây mà tụi bay tới vậy? Mày núp kỹ lắm con trai. Mày có giỏi mày chạy trốn nữa đi. Tụi bay đâu? Phan nó.